Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, mọi diễn biến mới nhất liên quan tới phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 9 đang được dư luận theo dõi sát sao. Tại phiên tòa, một số luật sư đề nghị đổi tư cách tố tụng của một số người liên quan như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vi Oanh, nhà báo Đức Hiền. Nhưng Viện Kiểm sát cho rằng nếu xác định những người này là bị hại thì phải là tội danh khác. Viện Kiểm sát đồng ý với tòa về tư cách của những người liên quan. Ngày 21 tháng 9, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Theo ghi nhận, lúc 6 giờ, cả hai xe trở phạm được Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn chạy vào tòa. Ngoài sự có mặt của năm bị cáo thì những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như Vi Oanh, Trương Thị Việt Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đình Kim có mặt tại phiên tòa, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Đức Hiền, bà Lê Thị Dâu, ông Huỳnh Uy Dũng, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo chủ tọa, những trường hợp vắng mặt đã được tòa án tống đạt hợp lệ và có đơn xin xét xử vắng mặt nên không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa, do đó vụ án được xét xử bình thường mở đầu phiên tòa, luật sư bảo vệ của nhà báo Đức Hiền cho biết, trước phiên tòa, ông Hiền gửi khiếu nại đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định tư cách tham gia tố tụng của ông Hiền. Sau đó tòa đã có văn bản trả lời, nhưng nhà báo Đức Hiền không đồng ý nên tiếp tục khiếu nại nội dung trả lời khiếu nại. Luật sư Nguyễn Thành Công bảo vệ cho nhà báo Đức Hiền vẫn đang chờ kết quả trả lời khiếu nại của tranh án tòa án nhân dân cấp cao nên đề nghị hoãn phiên tòa. Trường hợp hội đồng xét xử xác định lại ông Hiền là bị hại thì phía ông Hiền sẽ đồng ý tiếp tục phiên tòa. Đồng quan điểm, luật sư Trương Anh Tú đề nghị hội đồng xét xử giải quyết ngay việc xác định tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan tại phiên tòa. Các luật sư bảo vệ cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới vụ án cũng ủng hộ quan điểm đề nghị hội đồng xét xử thay đổi tư cách tham gia tố tụng của những người này thành bị hại ngay tại phần thủ tục phiên tòa. Đại diện viện kiểm sát đồng ý quan điểm của hội đồng xét xử, việc xem xét tư cách tham gia tố tụng thuộc về thẩm quyền hội đồng xét xử. Về tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan sẽ được hội đồng xét xử thể hiện thông qua bản án. Viện kiểm sát cho biết, các bị cáo bị truy tố theo điều 331 nên cách thể của tội danh này là trật tự quản lý hành chính, nếu xác định lại những người liên quan là bị hại sẽ thuộc một tội danh khác. Do có yêu cầu hoãn phiên tòa nên hội đồng xét xử dừng phiên tòa để hội ý. Các đồng phạm của bà Hằng cùng bị xét xử về tội danh trên còn có Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam bất kỳ ai dù ở vị trí xã hội nào có ảnh hưởng tới công chúng ra sao mà lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều phải đón nhận những hậu quả đích đáng cho chính bản thân mình bởi khi thực hiện quyền tự do ngôn luận thì công dân cũng phải tôn trọng quyền tự do được bảo vệ về danh dự nhân phẩm của chủ thể khác từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân. Hành vi phạm tội của bị cáo Phương Hằng liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội. Hầu tòa, bà Nguyễn Phương Hằng khai gì? là người bước lên trên bục khai báo đầu tiên, bà Nguyễn Phương Hằng nói to và rõ ràng. Bị cáo thừa nhận từng bị phạt hành chính vì vi phạm an ninh. Đáng chú ý, trong lúc ngồi trên ghế bị cáo, bà Hằng có tâm trạng rất thoải mái, thi thoảng quay sang nói nhỏ gì đó với cảnh sát tư pháp và cười nhẹ. Hầu tòa, bà Nguyễn Phương Hằng khai gì? Từ sáng sớm ngày 21 tháng 9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc trùng các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến tòa. Đúng 8 giờ, chủ tọa thông báo bắt đầu phiên xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Theo hội đồng xét xử, tòa đã triệu tập hợp lệ những người vắng mặt, không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa nên tiếp tục xét xử. Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai to, rõ ràng, mình sinh năm 1971 tại An Giang và đang thường trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Về học vấn, nữ bị cáo cho biết mình học hết lớp 12 và hai quốc tịch. Nữ bị cáo khai bản thân có 4 con, từng bị phạt hành chính một lần vì vi phạm an ninh. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bà Nguyễn Phương Hằng đến tòa với áo sơ mi trắng, dáng dấp không khác như trước thời gian bị tạm giam. Bà Hằng khai rõ lý lịch như cáo trạng mà bà đã khai nhận trước đó với các cơ quan tố tụng. Thi thoảng bà Hằng nhìn xung quanh như tìm người quen. Sau khi được hội đồng xét xử cho về chỗ ngồi, bà Hằng bước khỏi bục khai báo, phóng tầm mắt quan sát cả phòng xử án. Trong lúc ngồi ở ghế bị cáo, bà Hằng thi thoảng quay sang nói nhỏ gì đó với cảnh sát tư pháp cười nhẹ, rồi đưa tay vuốt mái tóc dài quá vai. Sau Nguyễn Phương Hằng, lần lượt các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân trình bày về lý lịch. Ông Võ Hoài Linh, bà Lê Thị Dầu, Ông Huỳnh Uy Dũng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư Nguyễn Thành Công, người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trước đó vào ngày 12 tháng 9 đã gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng xét xử và Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xem xét lại tư cách của ông Hiển là bị hại của vụ án thay vì người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 9, tòa đã có bản thông báo kết quả giải quyết, xác định tư cách tố tụng của ông Hiền là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là đúng pháp luật. Ngày 15 tháng 9, ông Hiền tiếp tục khiếu nại đến tòa cấp cao về cùng nội dung trên. Từ đó, luật sư đề nghị hoãn phiên xử để xác định chính xác tư cách tham gia tố tụng của các đương sự. Gần 9 giờ, hội đồng xét xử kết thúc phần kiểm tra lý lịch trước phiên xử, chuyển sang phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát. Đến 10 giờ, luật sư Nguyễn Thành Công cho biết, sau khi nhận được thông báo, ông Nguyễn Đức Hiển đã khiếu nại lên tranh án Tòa án Nhân dân cấp cao xem xét lại tư cách mình là bị hại và đang chờ kết quả giải quyết. Từ đó, luật sư bảo vệ cho ông Hiển đề nghị hoãn phiên tòa. Luật sư Trương Anh Tú bảo vệ quyền lợi cho ca sĩ Vi Oanh đề nghị hội đồng xét xử giải quyết ngay việc xác định tư cách tố tụng thân chủ của mình. Luật sư Lê Thị Hoài Giang, bảo vệ cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cũng đề nghị hội đồng xét xử xác định tư cách tố tụng của thân chủ mình là bị hại. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo không hãn phiên tòa theo đề nghị của các luật sư. Chủ tọa cho biết các luật sư có quyền đề nghị bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan ngay tại phiên tòa sẽ được hội đồng xét xử xem xét. Trong quá trình cơ quan công tố công bố bản cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng đã cười rất nhiều lần. Không thể phủ nhận, Nguyễn Phương Hằng đang là cái tên nhận được sự quan tâm nhất trong dư luận hiện nay. Diễn biến phiên tòa xét xử ra sao, bà Hằng cùng các đồng phạm có thêm những lời khai nào tại tòa tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo